muôn nơi xa xôi ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long Quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã đứng danh dừng bước giặc thù. Giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng. Ôi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, mở đầu chương trình đại hội đại biểu Hội Bất Hội Đồng Hà Nội nhiệm kỳ 6, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu chuẩn bị đại lễ thờ cờ. Hà Nội nhiệm kỳ 5.
tôi xin được xin ý kiến đại hội. Nếu các đồng chí đồng ý thì xin cho một tràng pháo tay. Xin được trân trọng cảm ơn. Và sau đây là danh sách đoàn thư ký được đề xuất. Một, võ sư cao cấp Nguyễn Sĩ Đài. Hai, võ sư Vương Quốc Toàn. Chúng tôi xin kiến đại hội. Nếu các đồng chí đồng ý thì xin cho một tràng pháo tay. Xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đoàn chủ tịch và ban thư ký lên làm việc. Và xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch sẽ điều hành đại hội. Xin chân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị đồng chí này. Sau đây xin mời chương trình xin trân trọng những người được giới thiệu. Đồng chí Vũ Quang Vinh, chủ tịch hội phật tử Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc đại hội. Kính thưa giáo sư Hoàng Kim Giang, phó chủ tịch ủy ban hội phật tử Việt Nam, liên đoàn quốc tế hội phật tử truyền. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các mục sư, kính thưa tất cả quý vị đại diện cho các môn phái, các võ đường, võ phái. Chúng ta tổ chức đại hội nhiệm kỳ 6 của Hội Phật đại hội trong một không khí tưng bừng, náo nhiệt với chiến thắng rất to lớn của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Á lần thứ 30, trong đó có công sức rất lớn của một người anh rất đáng kính của chúng ta, đó là giáo sư Hoàng Kim Giang. Tuy nhiên, trong chiến thắng rất to lớn của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, tôi có gặp một số võ sư và thấy trên nét mặt của các võ sư một nét buồn, là bởi vì chúng ta chưa có những môn phái của võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các đại hội thể thao lớn. Tuy nhiên thì tôi muốn khẳng định rằng các anh chị hoàn toàn có thể tự hào vì chúng ta đã góp phần gián tiếp vào thắng lợi của đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là với các bộ môn võ và các bộ môn vật. Chúng ta đều biết rằng rất nhiều bộ môn võ mà chúng ta đoạt giải trong các đại hội thể thao, kể cả ASEAN, kể cả SEA Games, thì chúng ta có bóng dáng của các đường nét võ thuật cổ truyền Việt Nam. Anh Giang cũng biết là tôi cũng nhiều lần dẫn các đội tuyển tại các SEA Việt Nam đi đánh giải thế giới, giải SEA Games, và chúng ta đã từng vô địch thế giới, vô địch SEA Games nhiều lần. Thì trong các SEA Games của sở dĩ chúng ta giành thắng lợi là bởi vì có rất nhiều kinh nghiệm tay của cổ truyền được vận dụng ở trong những cái nguyên danh của các chuyên gia. Đấy là nguyên nhân mà vì sao Việt Nam mặc dù là mới chỉ học với các chuyên gia từ khi anh Giang mang những cái băng hình và mời chuyên gia của Indonesia về dạy cho các vận dụng Việt Nam. Ở đây trong rất nhiều pháp sư cũng có những người đã từng học, từng dạy với các chuyên gia và biết rằng là chúng ta đã vận dụng được những cái nguyên danh của vận dụng truyền Việt Nam. Nói điều ấy thì chúng ta đang muốn rằng
đến một ngày nào đó các môn phái của võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ có mặt trong các đại hội thể thao của khu vực và của châu Âu và xa hơn là của Olympic. Với sự cố gắng của rất nhiều võ sĩ đây trong cái việc là tuyên truyền, cổ động và trực tiếp giảng dạy khi võ thuật cổ truyền Việt Nam cho các võ sinh của các nước, và đặc biệt là với sự thành lập được Liên đoàn Võ thuật Thế giới, võ thuật cổ truyền Việt Nam và đồng chí Hoàng Quý Giang của chúng ta đã đang làm, thì chắc chắn trong tương lai của xa chúng ta sẽ có thành tích ở SEA Games, thành tích ở ASEAN và thậm chí ở Olympic. Thưa các quý vị, là 5 năm trôi qua rất nhanh. Cách đây tròn 5 năm cũng tại buổi chiều này, chúng ta tổ chức đại hội Hội Võ thuật Cổ truyền Hà Nội lần thứ 5, và đến đây chúng ta đã trải qua một thời gian có thể nói trong 5 năm vừa qua, bằng tất cả cái sự cố gắng của các võ sư, các lãnh đạo các môn phái, các võ phái, các võ đường, các trung tâm, các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Hà Nội, thì chúng ta đã làm được rất nhiều cho phong trào võ thuật cổ truyền, cả về chuyên nghiệp, cả về nghiệp dư phát triển rất là mạnh. Và chúng tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới chúng ta sẽ còn làm nhiều hơn. Tuy nhiên, đây đó chúng ta vẫn còn những khuyết khiếm, những điều mà chúng ta cần phải khắc phục, cần phải bổ sung để cho phong trào võ thuật cổ truyền Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung phát triển ngày một mạnh mẽ hơn. Chúng ta đều biết rằng để làm được điều đó không có gì bằng tình yêu và sự cố gắng của tất cả những người làm võ thuật cổ truyền. Chúng ta cũng đều biết rằng để võ thuật cổ truyền phát triển được mạnh mẽ thì mục tiêu lớn nhất của chúng ta, và chúng tôi cũng hy vọng rằng đây là chủ đề xuyên suốt của đại hội 6 của võ thuật đường lối hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam, bởi vì đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người làm võ thuật, và cũng là một trong những mục tiêu của chúng ta muốn quảng bá hình ảnh của đất nước, của con người Việt Nam ra thế giới. Thì võ thuật cổ truyền là một trong những cái phương tiện và một trong những nghề sinh động nhất có thể làm điều đó. Chúng tôi hy vọng rằng với sự đoàn kết nhất trí, với sự cố gắng đồng lòng của những người làm võ thuật cổ truyền Hà Nội, đặc biệt là các anh các chị sẽ tham gia vào ban chấp hành nhiệm kỳ 6, thì chúng ta sẽ làm được những việc chúng ta mong muốn, chúng ta hy vọng. Tất nhiên với sự cố gắng, những sự giúp đỡ của những người lãnh đạo ngành thể dục thể thao của Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng, đặc biệt ở đây chúng ta có một người anh lớn là giáo sư Hoàng Quý Giang, một người rất yêu quý võ thuật, thì mong rằng với cương vị lãnh đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam thì anh Giang sẽ làm được nhiều hơn cho võ thuật cổ truyền Hà Nội. Thêm một việc nữa cũng rất quan trọng, đó là xã hội hóa và sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Trong nhiệm kỳ năm vừa qua thì chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các đơn vị và các cá nhân, không chỉ có lòng hảo tâm mà còn có một tình yêu rất đặc biệt với võ thuật cổ truyền của Hà Nội. Chúng tôi nhân dịp này xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phương Nga. Mặc dù ở tận thành phố Lào Cai nhưng anh chị đều rất yêu mến và luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ cho cổ võ thuật Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty Tháp Nước Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn công ty bảo vệ Thăng Long Võ Đạo và công ty thương mại xuất nhập khẩu Dương Đồng Lai. Đó là những cái tên mà đã gắn bó với Hội Võ thuật của Hà Nội trong suốt cả những năm kỳ qua. Xin đại hội cho một lần đại vỗ tay để cảm ơn các anh chị. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của các anh chị thì chúng tôi cũng khắc phục được một phần nào khó khăn để phong trào võ thuật của Hà Nội phát triển. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn mong muốn được các anh chị giúp đỡ nhiều hơn
bởi quả thật hiện nay với hệ thống thi đấu của các giải trong võ thuật Hà Nội còn quá ít. Chúng tôi mong muốn được tổ chức các giải từ U11, U13, U15, U17 đến giải trẻ, và thậm chí chúng ta phải có một cái giải võ thuật cổ truyền chuyên nghiệp dành cho các môn phái, các võ phái, các võ đường. Thì nếu không có sự giúp đỡ của các nhà tài trợ thì hội võ thuật Hà Nội thì rất khó khăn. Và đặc biệt chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội là nơi chỉ đạo chủ mặt chuyên môn cho hội võ thuật Hà Nội trong nhiều năm qua. Xin cảm ơn các anh chị ở công an thành phố Hà Nội cũng luôn luôn theo dõi giúp đỡ cho hội võ thuật Hà Nội phát triển. Và với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất của một đại hội võ thuật Hà Nội, chúng tôi mong muốn rằng nhiệm kỳ 6 của chúng ta sẽ phải có sự đổi mới, sự bứt phá. Chúng ta phải đoàn kết cùng lòng, tuyệt đối không có bất cứ một sự kỳ thị đua tranh, để phấn đấu vì công việc chung, đem võ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển sức khỏe con người, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu hội võ thuật Hà Nội lần thứ 6. Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý, và chúc cho đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đồng chí Vương Văn Minh, và sau đây xin mời đồng chí Nguyễn Văn Hải, phó chủ tịch hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 5 báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu ông Vương Duy Tiến, phó trưởng phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đến dự. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đoàn chủ tịch, đại hội đại biểu võ thuật Hà Nội, tôi xin phép được công bố về báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu đại hội đại biểu hội võ thuật nhiệm kỳ 6 năm 2019-2024. Căn cứ nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định tổ chức hoạt động và quản lý hội, và nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều lệ, nghị định của số 45/2010/NĐ-CP ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội đại biểu hội võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6 năm 2013-2024 gồm 3 người: 1. Ông Nguyễn Ngọc Hải, trưởng ban; 2. Ông Vũ Hải, làm ủy viên; 3. Bà Bùi Thị Hương, làm ủy viên, đã tiến hành làm việc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của hội cụ thể sau: tổng số đại biểu triệu tập theo giấy mời phát ra 78 đại biểu; ban chấp hành nhiệm kỳ 5 21 đại biểu các môn phái, võ phái, võ đường 42, đại diện các doanh nghiệp 7, đại diện báo chí, cơ quan truyền thông 3, đại diện liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam 1, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 2, đại diện Sở Công an thành phố Hà Nội 2, tổng cộng 78 đại biểu. Số đại biểu có mặt 67, đại biểu đạt 87%. Số đại biểu có mặt có lý do 11 đại biểu, số đại biểu có mặt không lý do 0 đại biểu. Đến thời điểm này, tất cả các đại biểu đại hội Hội Võ Thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6 năm 2013 đến 2024 đều đủ tư cách dự đại hội. Nếu còn vấn đề gì phát sinh tư cách đại biểu của đại hội, chúng tôi xin tiếp tục báo cáo trước đại hội. Trân trọng. Xin
xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Hải. Tiếp theo, xin mời đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Hội Võ Thuật Hà Nội nhiệm kỳ 5 lên trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 5 và cương lĩnh công tác nhiệm kỳ 6 của Hội Võ Thuật Hà Nội và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 5. Xin mời đồng chí. Chương trình chúng ta để mời và Hà Nội để tham gia những cách giúp đỡ
thì đấy một câu hỏi thường chúng ta nói là cái kinh chúng ta làm xung quanh của đất nước hầu như là tất cả các cái liên đoàn của nội ở đây là có quyền ở quanh miền bắc của người ta cùng nhau để thực hiện cả về tổ chức hoạt động chuyên môn thì hội thần hội đã duy trì nhiều loại các hoạt động chuyên môn hàng năm như là các khóa tập huấn huấn luyện võ sư các kỳ điều hội thi biểu diễn festival giải thi đấu hàng năm từ 30 đến từ về cấp đai bản trong các luật cổ truyền và võ thuật nội đã được nâng cấp một đại võ sư quốc tế, hai võ sư quốc tế, tám đại võ sư và rất nhiều võ sư quốc tế. Về thông tin tuyên truyền võ thuật nội đã thành lập được tiểu ban thông tin tuyên truyền các nhà báo có kinh nghiệm trong làm báo và những võ thuật thường xuyên cập nhật và đưa tin về công tác xã hội hóa hoạt động võ thuật nội. Võ thuật nội đã tích cực triển khai công việc xã hội hóa hoạt động để tham vận động tài trợ các nhà doanh nghiệp hâm mộ các cá nhân yêu cầu võ thuật bằng tiền tài trợ hiện vật thì chúng ta sẽ biết là những cái này phát biểu ban đầu của chúng ta này về những quan tâm chúng ta đề cập đến một số các nhà doanh nghiệp hạ tầng liên hệ đồng hành đây là một chính sách của doanh nghiệp của chính phủ Nga là người mà suốt 5 năm vừa qua là đi sát của thuận lợi hai vợ chồng anh chị là một nhà doanh nghiệp phải nói là luôn luôn tạo mọi điều kiện phát triển và hiện vật thậm chí là thiệt mạng trực tiếp để một thuận lợi thiếu gì là thậm chí là anh chị đã xuống tới đây và tập nấu cơm bê cơm để giúp các thầy và các thầy học thuật thì đây là một trong những cái mà chúng tôi cực kỳ cảm động nhân đây hôm nay là buổi tổng kết mặt chúng tôi cũng đề nghị có thể là chúng ta một tràng pháo tay cảm ơn anh chị Phương Nga đã giúp đỡ chúng ta. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói là ngoài ra thì có ông Thanh Hùng và làm Phương Vinh đấy, ông Trần Phòng rồi các doanh nghiệp tên Phú Quý quản lý rất nhiều của anh ở đây đó là đấy thì đã đến đây đấy là những người rất quý đã sát cánh cùng chúng tôi hoạt động các phẩm và cung cấp cho hội thuật một kinh nghiệm nguồn sống mới để phát triển được bởi chúng ta biết là có thể chúng ta là tự sản xuất hoàn toàn nhưng vì vậy các hiện thực và về tài chính chỉ khi chúng ta làm việc thì làm sao chúng ta trực tiếp theo định nguyên thở để bao nhiêu tiền bao nhiêu ấy các thứ là thở thì biết hết tất cả và chúng ta cứ biết hết đây là tài chính chúng ta chỉ gói gọn cho về là về nhà nước thôi. Thế và về hoạt động ngoài còn nhiều chi phí cũng đang có được ngày vâng về hoạt động tài chính của Hội Thần Nội thì nói luôn là ngân sách của Hội Thần Nội thu không vượt sau này để kinh phí hoạt động tại của ngành nghề của thân nhiều hầu như là không có cho chúng tôi không có cái tiền cấp nào cho tất cả các cái hoạt động cả trừ những cái hoạt động trực tiếp theo không có dùng mà nhỉ quy hợp đồng trước cái sở này ví dụ như hàng năm chúng tôi có hai buổi đến hai cái giải của diễn thì sở trực tiếp chi tiền trực tiếp sở từ cán bộ điều hành trực tiếp hệ thống tài chính kể cả tài chính lẫn cả các hệ thống này mang đến quy mô đó và chỉ chưa được làm chuyên môn thì mình vậy cái nguồn kinh phí của chúng tôi hầu như là kinh phí xã hội hóa và những cái tài trợ trên của chúng tôi và anh em tôi ngoài ra thì anh em chúng tôi có những cái đóng góp chung với nhau chúng tôi gọi là lễ quyết thì cái đấy là chúng tôi đều trong quá trình hội và các cái kỹ thuật và những cái đóng góp của những người đó bộ chỉ nói lên đấy hội phí hàng năm hội viên đóng góp là rất là ít ví dụ như chúng ta thì hình dung là chúng tôi chỉ có là 10.000 một người trong một tháng tức là một tháng một hội viên chỉ có 120.000 đồng và một môn phái là 500.000 đồng cho trang nhé thì tức là tất cả chúng ta chỉ có khoảng độ là 620.000 đồng một năm một người và một bỏ được chúng ta hiện nay chúng tôi có toàn bộ có khoảng 50 triệu hoạt động trong một năm thì chúng ta hoạt động thì chúng ta biết là rất là khả thi vì vậy cái nhà tài trợ giúp chúng tôi ở đây chúng ta là không phải có tiền mặt đâu ít tiền mặt thôi tiền mặt thôi là trực tiếp nhưng chủ yếu là gì tâm con người tài chính bằng cách là vật chất toàn bộ ví dụ như là tôi nói luôn như gia đình chúng tôi Nga chẳng hạn là có thể là giúp toàn bộ hệ thống ăn uống và ứng
tiêu hoa trong hội hoa lô hơn các bạn. Thôi thì là chúng tôi thì đều là chúng ta cũng lại có rất đẹp những bài trận thủy, vừa là những bài trận thủy có trình phép để nói thật ngắn gọn là gì, chúng tôi hoàn toàn hoạt động mang tính chất phản hóa rất là hầu hết theo như vậy. Còn các hoạt động về tiền tài chính chi tiêu thì thở cũng trực tiếp bằng cách là gì, mỗi một cái bài là sau đó cuộc và sẽ có một trận chiến trực tiếp với chúng tôi với các công việc. Ví dụ chúng ta này có bao nhiêu mua mặc áo dài rồi, bao nhiêu biển bao nhiêu đấy là tính thể tiền hết và thở chính toàn bộ. Còn nói chung là vào đấy là và trên các em vượt của luật thì trong vừa qua toàn thể các đơn vị thầy giáo tận nội đã không để xảy ra vụ nào cả. Trong 5 năm 6 năm vừa qua là không để xảy ra một vụ nào cả, vụ gì mà gây ra an ninh trật tự. Đây là một điều nếu chúng ta ghi nhớ đối với tập thể có đông đảo phức tạp thể hiện quản lý chặt chẽ hiệu quả của ban chấp hành hội thì giám sát phối hợp chặt chẽ hiệu quả với ủy ban nhân dân hành chính ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sở quan đội, sở tham gia đội. Cuối năm các hoạt động ban chấp hành hội đã kịp thời tổng kết kết quả hoạt động bình đầu cá nhân xuất sắc bằng khen giấy khen của sở quan đội Hà Nội, liên đoàn lao động của Việt Nam, tập thể Việt Nam và các tập thể. Về những mặt tồn tại, những mặt tồn tại chúng tôi báo cáo này, có một số đơn vị trong thời gian dài gần như không tham gia các hoạt động của hội như là tham gia võ đạo, những bộ phận võ đạo thiếu lớp Hà Nội và ban chấp hành có ba cái đơn vị này là ví dụ như là một cái tham gia võ đạo là hầu như là không trực tiếp chỉ có thầy giảng đại diện có hệ thống chi nhánh thôi tham gia đây, thì thầy Lân thì lại có mở chi nhánh riêng rồi cũng thế đây. Về sự phát triển của các trang mạng xã hội làm cho các cá nhân dễ dàng tuyên truyền đưa chiếc các thông tin của số cá nhân có thể đã lợi dụng các trang mạng này để đưa các thông tin sai lệch về hội về mặt pháp luật của Việt Nam, nói xấu hoạt động và lãnh đạo, đánh bóng tên tuổi của đơn vị, đây là hành động không xứng đáng với những người trong võ vốn tôn trọng trung thực cao thượng và chân trị và chân tình. Sớm muộn những người đó sẽ tự động phải đào thải. Tôi chính là một số họ chưa là đấy. Một số thừa đội sau khi cân nhận đó thì hầu như văn bóng sinh hoạt không tham gia văn sinh hoạt để biết cho thừa đội làm cho chúng ta đặt câu hỏi các sinh này có thực sự muốn phấn đấu vì sự nghiệp phát triển họ thừa đội không hay chỉ vì muốn tấm bằng chỉ nhận. Trong tổ chức nhiều người tham gia cho bóng mạng không được tâm với các công việc của hội nhưng lại nuôi đòi hỏi quyền lợi vị trí cá nhân lấy bức xúc cho những người làm việc. Một số cá nhân tập thể xuất phát từ hội vận động và sau đó được giao nhiệm vụ cao hơn trong được phong cấp cao hơn thì gần như không nhận hỗ trợ rồi thờ ơ các hoạt động hội bỏ khi mà gần là ít nhiều ảnh hưởng đến phong trào và những bất cập trong cái việc các công việc cá nhân hội ấy chưa được dựng lên chưa được giác và gây khó khăn cho mọi công việc của hội. Thì đấy là những cái điểm yếu của thờ đội thì trong cái thời gian vừa qua chúng tôi tổng kết và đánh giá cái quý vị đại biểu ở đây về các hoạt động như là những cái điểm chiêu dẫn của họ xin báo cáo với các đại biểu. Xin cảm ơn đồng chí Lê Hồng Quang. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu võ sư Trần Việt, phó tổng thư ký của nhiệm kỳ năm, sẽ thay mặt ban chấp hành đọc bản báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ năm và một số những thay đổi của điều lệ nhiệm kỳ sáu. Kính thưa toàn thể đại hội, sau đây xin thay mặt cho ban chấp hành nhiệm kỳ năm hội đồng nhân dân được đọc báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ năm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Hạnh Phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ năm. Căn cứ vào nghị định 45/2010 ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý hoạt động hội và nghị định số 333/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung điều lệ về một số điều của nghị định
quyết số 45/2010. Hội Quốc Hà Nội xin được báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Hội Quốc Hà Nội nhiệm kỳ năm gồm các nội dung chính như sau: một, về tổ chức hoạt động và quản lý ban chấp hành hội, cơ cấu bộ máy tổ chức. Ban chấp hành Hội Quốc Hà Nội được đại hội đại biểu lần thứ 5 bầu ra 33 thành viên. Ban chấp hành đã bầu cho ban thường vụ gồm 9 người với sự phân công công việc như sau: một, ông Vũ Quang Vinh chủ tịch; hai, ông Lê Ngọc Quang phó chủ tịch kiêm tổng thư ký; ba, ông Nguyễn Đức Thịnh phó chủ tịch; và ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ ra ngoài. Ông Nguyễn Ngọc Hải phó chủ tịch kiêm trưởng ban kiểm tra; ông Trần Việt phó tổng thư ký kiêm trưởng ban chuyên môn; ông Vũ Hải phó tổng thư ký kiêm trưởng ban nội chính; ông Trần Văn Thắng phó tổng thư ký. Sau đó bổ sung vào ban thường vụ thêm 2 người, bà Lê Minh Thu phó chủ tịch, ông Nguyễn Ngọc Hải phó tổng thư ký. Về hoạt động của ban chấp hành, đã chỉ đạo kịp thời bổ sung thêm nhân sự cho các ban chuyên môn trực thuộc quản lý và sử dụng hiệu quả hội nghị của hội, thực hiện tốt các chỉ đạo công tác của hội, bao gồm công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kết nạp các hội viên và thành viên mới, tổ chức các hoạt động phong trào, tổ chức các hoạt động chuyên môn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, phong cấp võ sư, các công tác thông tin tuyên truyền của hội và các công tác chỉ đạo khác. Về quản lý ban chấp hành, ban chấp hành có sự phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban chấp hành, ban thường vụ và các ban chuyên trách. Việc phân công trách nhiệm được bố trí sắp xếp phù hợp với năng lực của các cá nhân. Ban chấp hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy định pháp lý về hoạt động của hội, về lĩnh vực hội cũng là hoạt động và các văn bản pháp lý liên quan. Về đánh giá ưu điểm, ban chấp hành đã nỗ lực rất nhiều trong công tác hoạt động của hội, nhất trí cao trong suy nghĩ và hành động, có năng lực nhiệt tình tâm huyết phong trào hoạt động chuyển. Về nhiều điểm, tất cả các thành viên của ban chấp hành của ban thường vụ đều là kiêm nhiệm nên quỹ thời gian dành cho hội có rất nhiều hạn chế, một số thành viên chưa chủ động thực sự trong công việc được giao. Trên đây là những nội dung báo cáo chính về tổ chức hoạt động và quản lý điều hành của ban chấp hành Hội Quốc Hà Nội nhiệm kỳ năm. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức đại hội sẽ trình bày điều lệnh sửa đổi của Hội Quốc Hà Nội nhiệm kỳ 6. Thì căn cứ vào chỉ đạo của sở nội vụ và các quy định pháp lý về điều lệ, thì về cơ bản điều lệ của Hội Quốc Hà Nội nhiệm kỳ 5 và nhiệm kỳ 6 là không bị thay đổi, và tất cả các quý vị đại biểu đã đều được photo và phát tận tay cái tài liệu cụ thể tất cả các nội dung về điều lệ của Hội Quốc Hà Nội. Thì Hội Quốc Hà Nội nhiệm kỳ 6 có điều lệ gồm 8 chương 32 điều, và tại đại hội sẽ được thông qua toàn bộ tất cả 8 chương 32 điều theo cái văn bản các quý vị đã cầm trong tay. Duy nhất có một điểm sự khác biệt giữa điều lệ Hội Quốc Hà Nội nhiệm kỳ năm 2013 được phê duyệt theo quyết định số 56 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2014 và điều lệ sửa đổi bổ sung của nhiệm kỳ 6 là duy nhất một chút một điều, đó là điều số 19 xin được phát đọc, đó là quy định về các chức danh danh dự của hội. Đây là điều duy nhất được bổ sung khác biệt giữa hai điều lệ của hai nhiệm kỳ, đó là điều 19 các chức danh danh dự của hội: một, căn cứ vào nhiệm vào việc nhằm mục đích thu hút năng lực nhân lực, khích lệ phong trào võ thuật cổ truyền, thúc đẩy công tác xã hội hóa các hoạt động căn cứ vào cống hiến cho phong trào của cá nhân, ban chấp hành hội có thể mời các chức danh chủ tịch danh dự và phong cấp võ sư danh dự. Chức danh chủ tịch danh dự Hội Quốc Hà Nội và Hà Nội được mời theo nhiệm kỳ của ban chấp hành. Sau khi có ban chấp hành của nhiệm kỳ mới thì chủ tịch danh dự Hội Quốc Hà Nội sẽ được mời lại. Đây là điểm có, đây là điều duy nhất được bổ sung khác biệt giữa hai bản điều lệ. Thì cũng xin phép được trình bày toàn thể trước đại hội. Thì cũng rất mong nhận được sự ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu để cho tất cả công tác chuẩn bị công tác văn bản được tốt hơn. Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe thành công, và xin chúc đại hội thành công rực rỡ. Xin được cảm ơn. Cảm ơn bộ sư Trần Việt. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hùng Hải mời chúng tôi tham luận. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đoàn chủ tịch. Khi ở phần tham luận, tôi là tổ chức xin được trân trọng và giới thiệu hai sư thầy, đó là sư thầy Thích Đồng Hòa và sư thầy Thích Minh Thường, hôm nay là cũng là đại biểu
chính thức cũng đã đến dự trân trọng và đại hội mừng Trảng hôm nay. Theo chương trình, tôi xin báo cáo phần tranh luận về nội dung cơ cấu tổ chức nhân sự phát triển bộ. Hội Võ Thuật Hà Nội được vận hành theo đúng điều lệ đã được Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao chấp thuận và phê duyệt. Các nhân sự và các thành viên mới kết nạp đều được các ban thẩm định kỹ về hồ sơ pháp lý. Hàng năm, Hội Võ Thuật Hà Nội đều tổ chức hội diễn võ thuật cho toàn bộ các môn phái, các võ đường tham gia. Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao rõ rệt. Số lượng đơn vị tham gia trong và ngoài tỉnh ngày càng đông. Số lượng vận động viên tham gia trong và ngoài tỉnh ngày một đông hơn. Ban thường vụ, ban chuyên môn tổ chức các giải mang tính chuyên môn cao và chuyên nghiệp hơn. Hàng năm, Hội Võ Thuật Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao về nghiệp vụ và nâng cao về chuyên môn, gồm các lớp tập huấn nâng cao huấn luyện viên, lớp tập huấn trọng tài, được hầu hết tất cả các môn phái con đường cử các thành viên ưu tú tham gia. Việc cấp chứng chỉ thẻ đều dựa vào điều lệ đã được phê duyệt. Ngoài các công việc của hội, Hội Võ Thuật Hà Nội còn luôn luôn đồng hành các chương trình biểu diễn lớn của cấp nhà nước, cấp tỉnh, thành, ngành, là các địa phương gây được nhiều ấn tượng và tiếng vang tốt. Ban thường vụ luôn định hướng phát triển hội theo trình tự tích cực, dựa theo chỉ đạo của các ban ngành liên quan và dựa theo điều lệ được Sở Nội vụ phê duyệt. Những thuận lợi, ban thường vụ thường xuyên họp định kỳ chia sẻ những điểm mạnh, điểm yếu và thuận lợi, những khó khăn. Hội Võ Thuật Hà Nội họp định kỳ mỗi tháng một lần. Ban thường vụ luôn nắm bắt thông tin từ các lãnh đạo ngành, truyền tải kịp thời cho các thành viên. Và ban thường vụ làm việc khoa học, đoàn kết nội bộ, phân bổ công việc hợp lý cho từng ban, từng thành viên của hội. Và đặc biệt, ban thường vụ là những người có đầy đủ uy tín về năng lực, về quan hệ đối nội đối ngoại cũng như chuyên môn. Chính vì thế cho nên là cái lượng vận động viên, lượng môn phái và lượng thành viên của hội Võ Thuật Hà Nội hiện nay có thể đứng trong top đầu của nước. Các môn phái, các võ đường đều chấp hành tốt các quy định mà Hội Võ Thuật Hà Nội đề ra. Những khó khăn, Hội Võ Thuật Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tức lo kinh phí hoạt động, cho nên còn hạn chế nơi làm việc, chưa có các trang thiết bị hiện đại cho công việc và còn hạn chế nhiều mặt, vân vân. Nguồn tài chính do các thành viên và các môn phái đóng góp nên còn hạn chế, do phải kiêm nhiệm nhiều và cũng ít nhiều đó sẽ bị ảnh hưởng tới chất lượng. Về kỷ luật khen thưởng, Hội Võ Thuật Hà Nội khen thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích tốt trong công tác phát triển bảo tồn võ thuật thủ đô và bảo tồn Hội Võ Thuật Hà Nội. Các hình thức khen thưởng Hội Võ Thuật Hà Nội: cấp giấy khen, đề xuất Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Việt Nam cấp bằng khen, đề xuất các cơ quan chủ quản cấp bằng khen. Phần kỷ luật, Hội Võ Thuật Hà Nội kỷ luật đối với các đơn vị cá nhân không chấp hành đúng chủ trương đường lối của điều lệ và những tôn chỉ mục đích của Hội Võ Thuật Hà Nội đã đề ra, cố tình chống phá các nguyên tắc tập thể của Hội Võ Thuật Hà Nội và của đất nước. Các hình thức kỷ luật thu hồi thẻ, chứng chỉ của hội, sa thải khỏi hội nếu vi phạm nặng. Kết luận, trong hết nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Võ Thuật Thành phố Hà Nội đã làm rất nhiều các sự kiện lớn và đặc biệt các thành viên của Hội Võ Thuật Thành phố Hà Nội đều chấp hành tốt các nội dung, các nội quy quy định về điều lệ Hội Võ Thuật Hà Nội đề ra, không để xảy ra các trường hợp bất khả kháng nào, không một đơn vị, một thành viên nào vi phạm pháp luật và không có đơn khiếu kiện, khiếu nại nào. Tất cả đều trên con đường phát triển tốt. Xin trân trọng cảm ơn đại hội, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời phó sư Vũ Hải phát biểu ý kiến. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, thực hiện chủ trương của Đảng và
và nhà nước về công tác xã hội hóa các hoạt động thể thao. Với sự năng động của thành viên, Hội Võ Thuật Hà Nội đã tích cực triển khai công việc xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, vận động tài trợ từ các nhà doanh nghiệp hâm mộ võ thuật, các cá nhân yêu võ thuật tài trợ bằng tiền và hiện vật. Hầu hết các hoạt động của hội, các giải thi đấu đều hoạt động từ nguồn tiền kêu gọi tài trợ của các anh em trong hội đóng góp. Nhiều cá nhân còn mạnh dạn đầu tư làm võ đài đạt tiêu chuẩn, đầu tư các đội đơn sư rồng quy mô đại biểu để tổ chức võ thuật chuyên nghiệp, đóng góp vào các hoạt động phong trào của hội. Đây thực sự là nỗ lực vô cùng đáng ghi nhận. Tiêu biểu, chúng ta phải ghi nhận những đóng góp bằng tiền tài trợ hoặc bằng hiện vật, bằng công việc cho các hoạt động của hội như các doanh nghiệp bà Nguyễn Thị Nga và ông Trần Hùng Sĩ, doanh nghiệp vàng bạc đá quý Phương Nga Lào Cai, ông Trần Văn Phòng công ty cổ phần Tháp Đức Hà Nội, ông Vũ Thanh Hùng nhà hàng Cương Nguyên, các doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Việt Nam, công ty cổ phần công nghệ, công ty trách nhiệm hữu hạn và kinh doanh Hương Ngọc Lan và rất nhiều các doanh nghiệp khác, vân vân. Bên cạnh đó có rất nhiều cá nhân thành viên của hội có đóng góp về tài chính cho hội. Những đóng góp về tài chính này đã góp phần đáng kể vào những thành công vang dội của Hội Võ Thuật Hà Nội trong các thời gian qua. Một tổ chức xã hội nghề nghiệp như của Hội Võ Thuật Hà Nội với nguồn kinh phí hạn hẹp của chính các thành viên trong hội đóng góp quả thực rất khó khăn trong các hoạt động của hội. Do vậy, các nguồn lực từ các nhà tài trợ là vô cùng quan trọng và quý báu các hoạt động của hội. Trong nhiệm kỳ tới, để có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra, Hội Võ Thuật cần phải phát động đẩy mạnh hơn nữa việc vận động các nguồn tài trợ cho các hoạt động của võ thuật, không chỉ vận động tài chính mà có thể vận động tài trợ hiện vật như là võ phục, trang phục cho vợ võ sinh, võ sư hội trường, văn phòng của hội, sân bãi của tập luyện, vân vân. Hội sẽ tiếp tục mời thật nhiều các doanh nghiệp, cá nhân hâm mộ võ thuật tài trợ các đo cho các hoạt động của hội, tuyên truyền giới thiệu công tác vận động tài trợ để Hội Võ Thuật Hà Nội tổ chức được nhiều chương trình, xây dựng mô hình cơ hội doanh nghiệp của Hội Võ Thuật Hà Nội. Mời các doanh nghiệp yêu thích võ thuật và các thành viên của hội đang làm công việc kinh doanh tham gia vào các câu lạc bộ, tạo một nguồn tài chính đủ mạnh và vững chắc giúp cho công việc xã hội hóa các hoạt động của hội. Bên cạnh đó là tạo ra môi trường chia sẻ công việc của các doanh nghiệp, tạo việc làm cho các võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của hội, vân vân. Trên đây là một số ý kiến tham luận của tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Kính chúc đại hội thành công. Được rồi. Xin cảm ơn quý vị đại biểu hôm nay. Tiếp theo xin trân trọng những người đại sư Bùi Lân Văn. Của các môn phái, con đường, câu lạc bộ.
kiến thức đó cũng cần phải tổ chức thêm các đợt tập huấn để nâng cao chuyên môn cho các huấn luyện viên cũng như thành lập các đội tuyển biểu diễn theo hướng chuyên nghiệp hóa, gồm các đội biểu diễn quyền, đối kháng để nhằm phục vụ các lễ hội, ngày lễ hội lớn của thủ đô và quốc gia. Và đặc biệt là để xây dựng một cái nét văn hóa đặc trưng Hà Nội, thủ đô và tuyến phố đi bộ, chúng ta có sẽ tiến hành kết hợp với bên các sở ban ngành để nhập ra các tụ điểm biểu diễn có ngoài trời, các buổi thi đấu đối kháng ngoài trời, những ví dụ như là phố đi bộ ở quanh Hồ Gươm, phố đi bộ trên đường Trịnh Công Sơn, Hồ Tây, xây dựng các kỹ năng ứng xử văn hóa trong khóa học cho các huấn luyện viên, võ sư, vận động viên, tạo tiền đề tốt cho các tổ chức, các hệ thống và các giải thi đấu biểu diễn ở kết hợp tốt với các ban ngành của cộng khóa học trong trường học nhằm nâng cao thể trạng, thể chất người Việt Nam, xây dựng phát triển võ cổ truyền thủ đô trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta. Tôi xin phép hết xin trân trọng các quý vị đại biểu giúp sức khỏe thành đạt và hạnh phúc. Thưa các anh chị, vừa mới phát huy tinh thần dân chủ của đại hội. Sau đây chúng tôi xin hỏi có đồng chí nào muốn phát biểu ý kiến xin giờ này không có ai đúng không? Hay là xin mời đồng chí giới thiệu tên của mình. Kính thưa thầy Phó Bí thư, kính thưa các quý đại biểu, kính thưa đại võ sư Lê Thanh Ngọc Quang, tôi là Đỗ Trung Tuấn, là thành viên, tức là đại võ sư của môn phái Vị Gia và Nhà Báo. Tôi có các báo rất là sâu. Trước hết thì tôi có một vài ý kiến thôi, bởi vì tôi thấy không ai ý kiến thì hơi buồn. Những cái mà chúng ta hội võ thuật Hà Nội đã làm được trong năm qua và thông qua cái tổng kết mà anh các các anh vừa đọc thì tôi về cơ bản là tôi rất là thống nhất, thấy là đồng ý, thậm chí là tôi cho rằng bây giờ những cái chúng ta làm được chúng ta chưa kiểm tra hết được vì có quá nhiều những cái chúng ta làm được. Tuy nhiên thì nếu chỉ nhìn vào cái làm được thôi mà không nhìn ra một vài những cái mà nó còn chưa làm được thì tôi thấy nó là có cái gì đó nó cũng chưa đều. Còn hôm nay thì tôi xin phép các thầy được nói một chút về cái chưa làm được, cụ thể là trong cái giải hội hội diễn thi đấu vào Hà Nội năm 2018. Thưa tất cả các thầy, sẽ có rất nhiều người hỏi rằng tại sao môn phái Bình Định Gia rút khỏi cái hội diễn vừa rồi. Hôm nay thì có cả thời gian và có cả tất cả một số các vị ở trong sở thể dục thể thao thì tôi xin có một ý kiến như này. Thưa tất cả quý vị là trước giải ấy thì môn phái Bình Định Gia trở về trước này, chúng ta đã có 35 năm Hà Nội tổ chức cái hội diễn này và chúng tôi tự hào là môn phái 33 năm nhất toàn đoàn. Dạ, tuy nhiên cái điều đó không để cho lãnh đạo của môn phái Bình Định Gia ngủ quên trên chiến thắng, cũng như là có cái gì
không cố gắng nữa, mà chúng tôi luôn xác định là phải cung cấp những huấn luyện viên, những bộ sĩ tốt nhất, chất lượng nhất cho hiểu cái của Hà Nội. Và chúng tôi chưa bao giờ từ chối tất cả những cái lần tham gia biểu diễn cũng như là thi đấu do bộ võ thuật Hà Nội tổ chức. Duy nhất có một lần là năm 2019. Và thưa quý vị, xin xin điều hỏi vì sao thì tôi xin nói khoảng một chút thôi ạ. Nếu mà nói cụ thể, ví dụ như một thầy ra hay là những thầy nào đấy muốn cần chúng tôi có một văn bản để trình bày, chúng tôi sẽ xin gửi văn bản này. Thưa các thầy, là năm vừa rồi cái điều lệ thi đấu là chúng tôi cho rằng không hợp lý. Vì sao? Đã là điều lệ thì chúng ta phải thảo luận, chúng ta phải được bàn bạc thống nhất và thông qua luật thì chúng áp dụng, những điều lệ quy chế nội quy phải được bàn bạc thống nhất và thông qua. Nhưng cái điều lệ là cái sức sống của cái giải vừa rồi, tôi cho rằng đấy là cái giải chính thức hàng năm của hội đồng, chúng tôi không được biết. Và Lê Đình Thu là trưởng môn phái, là phó chủ tịch hội không biết. Ông Bùi Quốc Cương là phó ban chuyên môn không biết, tôi cũng không biết. Và khi đấy, khi mà bắt đầu vào giải, chúng tôi đã cử người ra, bởi vì trước giải thì có cái gọi là cái chữ tiền đấu đài. Đấu đài cũng là thông báo rằng vào môn tôi cũng có văn bản là mỗi một môn phái sẽ cử ra một số võ sĩ để thi đấu. Thì chúng tôi cứ cho rằng đây là cái giải tầm thường thôi. Thế nhưng mà đến lúc cuối cùng thì phút chốc là mới có cái văn bản là những chỉ có những võ sĩ đã đăng ký cái giải này thì mới được thi đấu chính thức. Trong khi đó một cái định ra trước đó đã bàn nhau là ở cái giải tầm thường này thì cho những võ sĩ bình thường thôi, còn mình giấu bài đi. Thế là cuối cùng đã gửi người ra là như vậy, những cái vận động viên tốt nhất của tôi không thể tham gia. Và tôi nói rằng là còn có những rất nhiều những cái điều bất cập khác mà tôi hôm nay trong một cuộc trong đại hội này tôi không tiện trình bày ở đây. Nhưng nếu như bất kỳ ai có yêu cầu thì tôi sẽ xin gửi bằng văn bản. Và tôi cũng đề nghị là cũng một cái mong muốn là bên cạnh những cái làm đã làm được thì cũng tôi rất mong muốn rằng ở cái nhiệm kỳ tiếp theo các vị lãnh đạo của Hội Thơ Hà Nội sẽ nhìn ra. Tôi chưa dám khẳng định là bởi với các vị có thể đấy không phải là chút khuyết điểm, nhưng cá nhân tôi cho rằng và môn phái Việt Nam cho rằng đó là hạt sạn, và chúng tôi đã coi như là xin rút khỏi giải năm 2019. Và tôi rất qua đây thì tôi cũng xin chúc đại hội thành công và chúc nhiệm kỳ mới thành công hơn nữa. Xin hết ạ. Giáo sư Hoàng Minh Giang là một người anh lớn của thể thao Hà Nội.
nói chung và của Võ Thuật Hà Nội nói riêng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Hoàng Đình Giang phát biểu với tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Việt Nam, và xin trân trọng kính mời. Chúng tôi có trao đổi thì đều đến nơi đến chốn cả. Tôi thường xuyên gọi điện cho
nói cái ông nào mà anh đã quyền ở cái lão đến chứ mà ai nữa. Thế là nghe ở chúng tôi trao đổi nhau công việc thì bởi vì là có khi rất xử lý được này việc khác thì chợt nhớ một cái đó bởi vì cái việc là một cái kho về tiết lũy tất cả những cái sự việc trong quá khứ bao giờ từ điển sống thì không đúng nhưng mà cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Vua có lành người nhưng mà là không bắt xó. Đấy, thế thì... Nuôi nó, nuôi tranh bổ, tranh bổ. Tôi nuôi, nó bằng lương tôi đấy, bằng lương chúng tôi. Bây giờ nó phải đi kiếm bao nhiêu, nó không nuôi, nó phải bao nhiêu. Thế thì em nuôi gia đình nữa, nhưng còn đi làm nó trách nhiệm. Nhận 4 triệu bạc một tháng đấy. Tôi làm như thế chỉ 4 triệu bạc thôi, tôi bỏ ra nhiều hơn cái 4 triệu bạc thôi. Hồi đấy mùa nói vui nhé, cái chuyện này là nói cho một bộ. Hôm qua, hôm sau thì lại là hội đồng cố vấn của liên đoàn này đưa lên mạng, cũng chỉ nó không đẹp thì cho cả các đồng chí và cho cả tôi đâu. Thế cho nên là đã phát biểu chân tình với nhau thì nói những cái việc mà nó trong quá khứ. Thế thì các đồng chí cũng đã nói trong thời gian qua cũng có những cái luồng tư tưởng cũng có những cái người tách ra hoặc là đã tách ra từ lâu rồi hoặc là bây giờ muốn xông vào để mà làm cái việc nó đập hơn nữa về cái chuyện mà bôi xấu lãnh đạo bôi xấu cái phong trào của dân chủ quốc gia thì các đồng chí cũng chắc phải tự do cho những người và tôi hy vọng là chúng ta sẽ làm cái việc đó hiệu quả hơn. Tôi thấy như thế này là phát biểu đặc biệt là phát biểu của anh Vũ Hải là 50% các công từ trong bài phát biểu của anh ấy đều nói về bất cần tài trợ, bất cần tài trợ. Thế đó rất là cần chúng ta chúng ta. Thế nhưng mà bất cần tài trợ để làm cái gì thì chúng ta lại ít nói. Đấy, tôi không có ý nói bất cần tài trợ cái tiền đó để làm gì đi đâu. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần cái việc này thì đấy. Nhà tài trợ đã tham gia đóng góp vào cái việc đó và chúng ta trả lại ơn những người mà tài trợ nó bằng cái gì trên những cái hoành phi gọi là bây giờ là background ấy, thì là có tên nhà tài trợ không tuyên truyền chỉ Nga thì được tuyên truyền rất là nhiều và tôi cho rằng là tuyên truyền cả trên sách báo cũng rất là tốt cũng rất là cảm ơn với tư cách là chủ tịch của hội liên đoàn báo chí của truyền hình Việt Nam người về liên đoàn thế giới đó. Là rất là cảm ơn chị đã hỗ trợ cho thế là Hà Nội mặc dù chị là người Lào Chê, Lào Cai đấy thế thì đây là một cái việc làm hết sức là đặc thù của quận Võ Thuật Hà Nội tức là kiếm xin lỗi chị Nga nhé kiếm được một gọi là gì nhỉ một người giàu có Mạnh Thường Quân thì đã thành người nhưng mà tôi không nhớ Mạnh Thường Quân thì nhiều quá à anh ơi à nó nói với chị là người phụ nữ nói từ kia thì thôi không chị hiểu cho nên nói cái gì rồi đấy nhưng mà đúng là một cái người hết sức là có nhiệt tình và nói là Hà Nội rất là may mắn là có người đại diện đó còn thế là Việt Nam khi liên đoàn thế giới thì có ai nữa là có hai nhà tài trợ mỗi nhà tài trợ fix là một năm 500 triệu một người fix 500 triệu lũy tiến còn người fix bắt đầu là 500 triệu và có khả năng là những cái kia đó nhưng mà xin thưa các đồng chí là chúng tôi tiêu tiền thông qua một gọi là một con mũ tài chính đã 30 năm công tác ở trong tổng cục thể thao không có một cái gì là thoát khỏi cái nguyên tắc tất cả đấy chi từng đồng một là đều là sẵn sàng lúc nào cũng xin mời các vị kiểm tra các vị thanh tra đến tôi muốn ăn ngon ngủ yên cho nên tôi nói tất cả mọi người nó chỉ dùng cái nghề của chị tôi là cái thằng trẻ lúc không ngoài đường từ xưa tới bây giờ không biết gì đâu nếu mà chị mà đã ký vào rồi thì tôi mới ký thế thì tôi xác định cùng với đồng chí là rất là thống nhất quan điểm ngay cả quan điểm anh Vũ Hải tôi nói vừa rồi là cũng phải là có ý gì là chê bai gì đâu nhưng rõ ràng là đấy thực tế là như thế chúng ta anh nói rất ít về những việc chúng ta làm mà thời gian chúng ta làm rất là nhiều,
rất là nhiều. Thế nhưng mà đây chỉ là tổng kết là chúng tôi đã vận động được thế nọ thế kia thế thì nó không phải là cái việc làm vì chúng ta không phải là cái hội tế lần mà chúng ta là cái hội hoạt động mang có thật đi. Còn bây giờ nói về có thật cổ truyền thì xin anh Quang cho tôi được một bài đấy nhé, bởi vì là có thật thì tôi rất là kiên tốn thôi, nhưng mà tôi cũng phải nhớ lại là tôi là một trong những người mà thành lập nên làng võ cổ truyền Việt Nam đầu tiên năm 91 đấy. Và thành lập tại đâu? Thành lập tại 14 Trịnh Hoài Đức, là cái nhà mà tôi xây lên. Tôi xây lên và tôi chủ trì cái việc xây đó để mà phục vụ cho tất cả những cái môn như là karate của anh Long này, rồi thì là bổ sung của anh Kiếm này, vân vân. Thì đấy, chúng ta làm cái thời gian đó, nhưng mà vì là tôi không thể nào mà làm võ cổ truyền được, cho nên tôi tách ra. Thế tách ra thì tôi có giới thiệu ông A, ông B vào cái vị trí đó, đặc biệt là cái vai trò của ông Trương Quang Trung. Thế thì bây giờ anh ấy đã mất rồi, nhưng mà nói là trong thời gian đó thì cái cách làm của ông Trung tôi không tán thành. Cho nên tôi cũng là một tội nhân của võ cổ truyền Hà Nội, tôi tách rời, tôi không tham gia cái việc liên lạc võ cổ truyền Việt Nam. Cho nên là Hà Nội từ xưa đến giờ đâu cũng phải là cái nơi mà cấm đá kém. Thế bây giờ tôi thử tán thủ xem tất cả đều tập trung ở đấy cả, mà tán thủ đã ra quân rồi thì các môn phái khác khó ăn được đấy. Thế cho nên là tôi phải nói là rất là buồn, năm 2014 tôi có quay lại được các vị tín nhiệm cho làm chủ tịch liên đoàn võ thuật cổ truyền những kỳ bốn. Đấy, thì già rồi, bây giờ những cái việc đơn giản như thế không nhớ đến tên của anh Kiếm, không nhớ ra thì đúng rồi. Đấy, tên vợ anh Kiếm còn giỏi lắm đấy. Dạ. Anh nhớ được cả tên vợ anh Kiếm. Đâu có lắm. Không vợ Kiếm thì làm kinh doanh, bây giờ còn làm không? Dạ. Thế thì thôi chúng ta vui đến tí. Mà đến lúc mà vui buồn rồi thì là vui mình nghiêm túc này để mà xem kẽ với nhau cho tôi được lấy thêm của các vị một ít phút nữa nhé. Nếu mà thấy các vị thấy chán một cái vỗ tay từ xuống này nhá. Thế thì tôi thấy như thế này là những cái năm gần đây khi mà tôi bắt đầu nhập cuộc lại thì tôi tham gia vào các giải. Cái này thì đồng chí Hỷ là cũng có trách nhiệm ở đây với tư cách là giám phó giám đốc trung tâm. Và đấy thì tôi cũng kiến nghị, giờ tôi cũng có chỉ huy nữa, tôi kiến nghị. Bởi tôi là một người tham gia mặc dù là chủ tịch liên đoàn võ cổ truyền, nhưng mà chúng tôi gọi đùa với nhau là đây là tổ chức vô chính phủ, tức là phi chính phủ đấy, là không có quyền tham gia vào việc của nhà nước đâu. Ví dụ cô Liên Kích mà tham gia vào quên nhà nước mà tham gia vào cái việc của liên đoàn bóng đá Indonesia, tham gia vào liên đoàn bóng đá của Brunei, lập tức Brunei và Indonesia nghỉ vài năm bóng đá. Người ta có quyền để tổ chức tuy là vô chính phủ, phi chính phủ, nhưng mà người ta có cái quyền rất pháp về việc nguyên tắc là phải tuân thủ tổ chức xã hội. Thế thì tôi lúc nào có thời gian nói về UNESCO thì tôi cũng sẽ lại có quan điểm của tôi, nhưng hôm nay không phải là cái buổi nói về chuyện đó. Thế thì ta quên đi, UNESCO làm những việc rất là tốt, chúng ta cũng làm việc không tồi. Do vậy cho nên là tất cả đều cùng đóng góp cho cái việc của nhà nước thì là tốt thôi. Thì tôi có một cái buồn như thế này, tức là tôi hỏi cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Dạ, cháu năm nay 17 tuổi. Ông cái này quê ở đâu đấy? Dạ, cháu quê ở nơi này, nơi nọ, nơi kia, tức là vận động viên của Hà Nội. Ngày xưa khi mà tôi làm, tôi cho miễn phí huy chương vàng cho tất cả các tỉnh thành. Những người nào mà công tác cùng với tôi thì biết đấy. Từ Sơn Tây ngay gần đây, mỗi một kỳ đại hội là cho Sơn Tây ít nhất là trên 10 cái huy chương vàng. Rồi thì là Hải Phòng, rồi thì là Thái Nguyên, rồi đủ tất cả những nơi này, nơi đó, thậm chí cả những tỉnh trong miền Nam nữa. Thì mà miễn phí bây giờ chúng ta lại phải
đầu tư vào để mà tập trung lấy một vài cái huy chương mà đáng nhẽ nếu chúng ta làm thực tế phối hợp với nhau. Anh Quang ạ, là tôi cũng yêu cầu anh là với cái nhiệm kỳ mới là phải báo cáo và tư vấn với đề em Linh, một người rất có uy tín, chúng ta phải móc nối lại cái đường dây làm việc giữa hội chúng ta với lại chỗ của anh Kiến và chỗ anh Phấn này. Phấn nay không có đây, sao không được mời? Cấm trường sở trên sở lãnh đạo vai trò đó, giờ trên sở đó mời ban giám đốc sở đấy, nhưng mà còn cái người mà kết hợp với mình như thế này, cho nên đấy nó thể hiện cái tâm tư của tôi ra là đấy, ông Phấn là cái người mà phụ trách thi đấu mà hôm nay cũng không được mời đến đây. Thế là có những người tôi thấy hôm nay các anh làm việc là hơi chưa đúng lắm. Anh Tuấn với tư cách là chỉ đạo của tổng cục thể dục thể thao, vừa của liên đoàn thế giới, vừa của liên đoàn kia, mà lại đến đây theo cái biển là bảo đỏ như thế thì thôi, thì nói đùa với nhau thôi. Thì là không đúng. Anh Tuấn không có cái trách nhiệm cho nên đồng ý cái việc này, đồng ý cái việc khác. Nếu anh Tuấn mà có cái thẻ như thế này thì đề nghị là input tên của anh Tuấn vào trong cái phần của ban chấp hành của liên đoàn thì họ sắp tới. Đấy thì theo tôi nghĩ là như thế, chúng tôi có đúng không, đến mà sai thì các đồng chí tham lỗi cho. Đấy, thế thì xin được bộc bạch một vài cái tâm tư như vậy và cho phép tôi một vài phút nữa nói thêm về những cái đóng góp của các đồng chí trong cho liên đoàn có thể phát triển Việt Nam và liên đoàn có thể phát triển thế giới. Thì tôi thấy là cái việc đó là cái việc rất là lớn. Để nhắc không cái gì thì chúng ta đã có những cái người rất là quan trọng. Đấy, anh Quang là cái người đặc trách 25 tỉnh thành phía Bắc, rồi anh Trần Việt là tránh văn phòng của cả liên đoàn thế giới lẫn tránh văn phòng của cả cái học viện quốc tế có cổ truyền Việt Nam, rồi anh Lai là một người không thể thiếu được đi đâu. Anh Lai mà các đồng chí nào mà ngồi trên xe của anh Lai thì hãy viết di chúc trước khi ngồi trên xe của anh ấy. Anh lái tay chua tay này mà anh nói tôi là anh lái 91 cái số giờ thì tôi không hiểu là anh có giống như là nguy hiểm và rất nhanh và rất nguy hiểm, giống như là cái cậu ấy lao ô tô từ trên vực xuống mà cả hai người vẫn còn sống thì trong cái phim cuối cùng đấy. Đấy, thế thì anh Lai là một người như thế, nhưng mà nói đùa tôi chứ còn anh xử lý tất cả những cái về công nghệ đó. Tôi kỳ này đi sang Indonesia, ra Philippines, tôi có chụp và có quay lại một cái quy trình, nó làm phần mềm có khi là cái sau mình phải sửa lại. Phần mềm nó làm hay lắm, phần mềm hay. Hay mà cũng không hay, tức là gì? Là trọng tài, bấm cái gì cái là lòi ra là này bấm. Đúng này, biết này. Thế tôi có quay lại hết về thì hôm nào chúng ta sẽ ngồi làm với nhau là có nên hay không. Thế dứt khoát cái việc này là về chống quyền là không ai muốn, họ chống quyền họ cũng muốn chống theo cái kiểu lại còn tồi hơn mình, là dấn dúi lại 10 thằng với nhau tiến vào 10 thằng với nhau, xong đấy là một lúc sau mới đưa ra kết quả. Cái cuộc của mình thì đưa kết quả nhanh hơn, là xem một cái về thì là máy chủ là biết. Thế của mình thì tôi cho cái đó mình tiến bộ hơn, nhưng mà cái kia thì phải tính toán xem có nên làm hay không. Thế thì trong quá trình vừa qua tôi chỉ mong muốn như thế này. À rồi, là một địa phương rất nhiều môn mạnh, rất nhiều môn mạnh. Thì vừa rồi Hà Nội cũng có rất là nhiều môn mà có cái số lượng vận động viên cao. Tôi với chị Vân Anh có nói với nhau là nếu bây giờ rồi tính toán thử xem thì anh Vinh và Bộ cũng có nói là Hà Nội cũng có khoảng độ 30% thành tích của toàn quốc, như thế là cũng không bị xuống cấp ở cái mức độ đó đóng góp. Còn kỳ này chúng ta đi thành công lắm. Và tôi phải nói là phê bình anh Hỷ phụ trách về môn vật của Hà Nội rất là lâu rồi, thế và đi như thế thì mắc cái bệnh tham. Người ta tổ chức 14 bộ huy chương mà anh Hỷ lấy 12 bộ thì tôi không thể tưởng tượng.
tham cái mức độ như thế nào, như thế thì chúng ta còn phát triển môn vật đi đâu nữa. Thế khi mà năm 2021 chúng ta làm đưa tất cả các bộ vật của cổ điển này, rồi thì từ do nữ từ tương lai vào đấy, anh lấy 30% cái số đó, thế là ai mà còn giáo gì nữa, nói như vậy thì lấy hết đi. Bởi vì môn đó nó có linh kích mà chúng ta làm thì chúng ta làm với người đấy chốn. Thế thì và còn môn Kulas, các vị cũng nghe cái môn Kulas này, chắc các vị chả biết môn Kulas là môn gì. Vâng, môn này nó là cái môn vật nửa đứng nửa ngồi, giống như là môn judo, giống như là môn sambo, nhưng mà nó là sẽ là môn chính đại diện cho vùng Trung Á. Trung Á tức là Kazakhstan này, Uzbekistan này, Turkmenistan này, Kyrgyzstan này, đấy năm cái quốc gia ở trong đó, thì nó sẽ là môn chính của ASEAN. Và ASEAN thì môn chính là củ su là đại diện cho Đông Á, cầu mây là Đông Nam Á, Nam Á là Kabaddi. Kabaddi các vị biết là nó giống như cái môn ù ngày xưa, nhưng mà lứa tuổi lớn thì cứ còn chơi cái ù, chứ sau này thì trẻ con nó có nhiều cái chơi quá thì nó cũng không còn biết ù cái gì nữa. Ngày xưa khổ lắm, ngày xưa chơi ù rất là vui. Thế cái còn thì Tây Á bây giờ lấy karate, các nước là lấy karate là môn môn ù. Thế và tôi đang nói về cái chuyện là đóng góp của chúng ta tham gia vào đấy thì chắc rằng là cũng có nhiều vận động viên không ở môn này thì môn khác mà cũng qua tay các cổ truyền của chúng ta đào tạo. Thế qua thì cái đó không thể nào mà không nhắc đến được. Tuy rằng chúng ta có những cái mà tôi vừa nói nên là không vui lắm, nhưng mà từ xa chăng nữa thì chúng ta cũng có nhiều đóng góp cho Hà Nội và nhiều môn thể thao, và môn thể thao cụ thể là những môn mà có tấm đá đàn, tức là môn đối kháng. Thế thì trong thời gian sắp tới này tôi hy vọng các đồng chí cũng đã nói sơ qua, tôi cũng được đọc tài liệu nhưng mà có sơ qua tôi nghe thì nó chưa rõ từ tay này sang tay kia đâu, tức là chúng ta đã tạo điều kiện rồi thì đồng ý cho việc mở đường sắt rồi tạo quốc gia, thì cái đó là cái mà trong bụng tôi thì rất là muốn hoan nghênh, nhưng mà nếu mà không hiểu chính thức thì tạm thấy là không đúng, chưa đúng, chưa ai cho phép làm đường sắt đâu. Thế nhưng mà thôi, làm đã rất làm rồi thì tôi vừa không biết được ngủ. Tôi cho là làm như thế cũng được, bởi người ta không làm đó. Sắp sau này tương lai của Hà Nội, tương lai của võ cổ truyền Việt Nam, chúng ta cũng phải dần dần tiến tới MMA. Và khi mà qua một giai đoạn khác thì UFC. Thực ra hai môn đó cảm khác nhau là bao nhiêu, khán đài nó hơi khác nhau một tí thôi. Thế thì tôi cho là ra gì mà không ấy, chứ thằng Flores với tổng đi sang đây tương là có mang tính chất chính trị đấy, các vị cũng biết là sang đây rồi có liên quan đến Hoa Nam Trung Vương tỉnh báo cục đấy, chứ không phải là đơn giản cái chuyện đâu. Thế mà anh Long, tôi mới vừa hỏi anh Long là đấy thì tại sao là thầy có làm khỏe không, có tham gia đánh đấm không, là ý là nói về cái việc đó đấy. Thì tôi cho là người vẫn rất là dài, bởi vì là sao phải để phân luật người khác cao như thế này nặng đến gần 100 cân mà lại đi đấm với lại em ông Long thì không hiểu sao lại có thể nhận lời cái cuộc đấu như thế được. Đấy rồi thì là cả cái ông gì đấy, ông Minh đấy nhỉ, đấy thì trong môn vị xuân thì tôi cho là dạ không, Linh Sinh là thầy tôi, ông Linh là cháu của ông Sinh à, chứ ông lớn tuổi ông Sinh thì lớn tuổi hơn tôi ấy. Đánh đấm gì theo cái kiểu đó mà ông thì không phải là cái người mà đấy, nhưng mà để cho ông Linh tham gia cái chuyện đó thì thôi, thì đấy là việc chung, là việc tự do, đây là việc nằm ngoài pháp luật phạm vi liên đoàn võ thuật cổ truyền quản lý. Còn thì nên người ta mới hỏi tôi, ông tổng cục trưởng có câu hỏi anh Giang lên, có một nhà tài trợ ngân hàng đặt ra $1,000,000 để anh đứng ra tổ chức một cái cuộc đấu, xem chọn cái thằng nào đấy đấu những thứ. Và anh ơi, anh là tổng cục trưởng, anh là cái người ký đồng ý cho ban hành cái luật trong luật võ cổ truyền đó, tuổi từ bao nhiêu nhỉ anh Việt nhỉ? 17-35 à? Hay lại sai rồi? 18-35 à, trẻ thế mới 15-17
anh không biết xấu hổ à? Đấy, đấy thì đấy xin nhớ đôi khi như thế. Đấy thì sau năm này thì nó là 39-40 tuổi đấy là quá bận rồi. Cái thứ hai nữa là hàng cân phải đồng nhau chứ. Và phải trong một cái đối cảnh nào đấy như thế được chứ. Ông cha đây thì ông đi chợ à? Đây có thể là đi chợ để đánh nhau đâu. Nếu như cần thiết Liên đoàn bóng của truyền Việt Nam sau này hoặc là một liên đoàn nào đấy, tôi cũng nghe hơi rời rõ là khi liên đoàn có tổng hợp tức là kiểu thì em ấy cũng có thể sẽ được thành lập trong ngày mai, thì cái đó thành lập ra thì mình sẽ hào theo, mình sẽ tham gia vào. Chứ bây giờ cái điều lệ của liên đoàn có cổ truyền Việt Nam đó không cho phép thì mình ra tổ chức cái loại này. Thế rồi thì là cả vũ này rồi thì cái này thì đương nhiên môn gì đều cần một cái chương trình môn. Thế nhưng mà giáp thì có môn không cần đến thì bây giờ vẫn cứ phải cần đến. Găng tay, găng tay như quyền tay ý, ao thì nó nhỏ hơn thôi, ví dụ 8 ao thì bây giờ hơi kiếm, hơi khó kiếm, nhưng mà sau này nó lòi găng tay ra đấy, tấm tấm đau lắm, cái đó tấm đau nhiều. Thế thì chúng ta khi mà có cái đó thì chúng ta sẽ có thể hào hứng hơn. Thì vừa rồi các vị cũng có nói cái chuyện là đăng ký ở gì nhỉ, ở đây không? Phần điều mà vâng, thế tôi nói vài câu được thì mình đóng lại được thì vâng thế nhé. Thế tôi túm lại là năm 2020 chúng ta có một số những hoạt động quốc tế và với hy vọng là các vị chị Nga rồi các chị nhà tài trợ đó cũng tham gia vào đóng góp hơn. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta tháng 3 tháng 4 có cái giải cúp châu Á tại Hy Lạp, rồi sau đấy thì chúng ta có một cái cuộc liên hoan có cổ truyền tại Moscow, và quan trọng nhất trong năm 2020 đó là giải vô địch thế giới lần thứ 3 tổ chức tại nước ngoài. Lần trước là một người Nga tổ chức tại Việt Nam, thế lần thứ 3 thì tổ chức tại Algeria. Tất cả mọi việc đều xong xuôi chuẩn bị hết cả rồi. Thế thì xin mời các vị sẽ tham gia vào trong cái đội quân. Tất nhiên là chúng tôi sẽ xin phép được anh Huy cho phép là mời một số những cái người đó mà chúng tôi trả tiền sang, ví dụ như là anh Lai, anh Việt chẳng hạn thì sẽ phải đi, anh Quang chưa đi bao giờ này, có khi chúng tôi cũng sẽ phải mời đi với tư cách là đại diện cho 25 tỉnh thành miền Bắc. Thế thì sang nơi đấy là chúng ta sẽ tổ chức thi đấu, thế và sẽ có một cái cơ chế để làm thế nào mà chúng ta đi tham quan rồi đi theo dõi động viên. Bóng đá người ta làm như thế nhưng có cổ truyền thì không đi theo được. Đấy thì tôi xin được thực ra biết ở đây có một ít rồi nhưng mà lại không theo cái này cả, thì các vị tha lỗi cho, nhất là anh Vinh là người chủ trì thì đây có nóng chuột, thấy bắt đầu nóng rồi. Thế thì tôi một lần nữa tôi túm lại như thế này là hôm nay rất là cảm ơn được các ông chí cho phép đến dự cái cuộc họp quan trọng này, và xin được thay mặt tên là Võ Cổ Truyền Việt Nam, Võ Cổ Truyền Việt Nam và thay mặt thế giới Võ Cổ Truyền Việt Nam hết sức là chân thành cảm ơn, chúc hội của chúng ta có được một cái nhiệm kỳ mới hoạt động tiếp tục phát huy những điều tốt, và có những cái gì như chưa vào lòng thì các đồng chí sẽ có thể là khắc phục dần dần. Cuối cùng thì năm mới sắp đến thì cho phép tôi cũng được chúc tất cả các vị lãnh đạo của liên đoàn, tôi chưa biết là liên đoàn khóa mới này bao gồm những ai, nhưng mà thôi rồi thì tí nữa chúng ta sẽ biết tên thôi, thì xin được chúc các vị, rồi thì chúc các vị đại biểu là sẽ có một năm mới năm gì những tấn này canh tí ạ, Thiên Hương Chùa, và có năm canh tí hết sức là nhanh nhẹn và chúc chuyển lời của chúng tôi đến gia đình, đến những người thân những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn, và nếu có cái gì sơ xuất thì mong các vị bỏ qua cho, thì tôi coi nó thật là nhà, cho nên là đã là nhà rồi thì nói thật, nói cái điều mà cần phải trao đổi, cần truyền đạt.
cuối cùng xin chân thành cảm ơn. Xin thay mặt cho đại hội rất trọng cảm ơn giáo sư Hoàng Minh Giang, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Minh Giang. Anh Giang không phải là phát biểu nhưng là những lời căn dặn rất là chân tình. Chúng tôi xin ghi nhận tất cả những điều chỉ bảo của anh để cho những hoạt động của Hội Phẫu thuật Hà Nội nên tốt hơn. Chia sẻ đấy ạ, có chỉ bảo đấy. Không ạ, anh phải chỉ bảo. Tất nhiên là có những việc mà thầy chỉ bảo nó chưa đúng lắm. Ví dụ như là chuyện anh Đặng Đình Tuấn, vâng. Thì thưa ông anh Giang Đình Tuấn vẫn đang là hội viên của Hội Phẫu thuật Hà Nội. Thầy Tuấn đến đây mà đeo bình đỏ cũng là hoàn toàn bình thường ạ. Cũng giống như là anh Quang về cái việc này lại là ở bên đoàn phó thuật của chơi thế giới của thầy. Thế anh Duy thì sao ạ? Vâng. Duy bỏ trên mặt quá lâu rồi thầy ạ? À thế ạ? Vâng. Và thứ hai nữa là anh Giang mong muốn... Còn có giấy xin phép nghỉ tiếp ạ? Anh Giang mong muốn có cái mối quan hệ tốt giữa Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Bộ Phẫu thuật Hà Nội thì quả thật là chúng tôi rất mong điều ấy. Tuy nhiên để làm cái việc mình đấy thì ngay Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng phải có thiện chí để cho cái việc quan hệ tốt đẹp giữa hai sở giữa sở và bộ nó được tốt hơn. Thật tình mà nói thì trong thâm tâm chúng tôi ở đây có các anh ở trong hội lúc nào cũng là Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội là nơi chỉ đạo chúng ta về mặt chuyên môn, cho nên là chúng ta phải hết sức tôn trọng. Còn những việc khác thì lúc nào anh em có dịp gần gũi thì chúng tôi xin được tận tình nhất với thầy Giang. Phải luôn luôn ghi nhớ là thầy Giang là những người mà gắn bó với thể thao Hà Nội rất nhiều năm và đặc biệt là với võ thuật. Xin hội trường một tràng vỗ tay rất công nhận của cả các thầy Giang. Kính thưa đại hội, chúng ta bước sang một cái phần quan trọng trước khi chúng ta được nhìn thấy nhau, đó là phần nhân sự của Hội Phẫu thuật Hà Nội kỳ 6. Xin mời anh Trần Việt sẽ trình bày ý đề án nhân sự. Kính thưa toàn thể quý khách quý, kính thưa toàn thể đại hội, sau đây thay mặt cho ban chủ tịch đại hội xin phép được trình bày cái đề án nhân sự. Xin sẽ trả đề nghị ban thư ký bật máy chiếu để trình chiếu danh sách 39 ủy viên chiếu một. Bao giờ tôi nói chiếu em cứ nói đi, cứ làm nhân sự mình. Chuyển ghế lên, bỏ qua người sang bên kia tí. Này. Sau đây xin phát biểu đề án về nhân sự ban chấp hành của Hội Phẫu thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024. Về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành thì có 5 tiêu chuẩn. Nhất là những người có tâm huyết phong trào của cổ truyền, có tinh thần hoạt động trong phong trào vì phong trào, có khả năng tổ chức tập hợp quần chúng được quần chúng tín nhiệm. Hai, có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp trung học. Ba, không vi phạm kỷ luật của hội, không vi phạm pháp luật nhà nước. 4. Có trình độ năng lực kiến thức sức khỏe, có thời gian hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có khả năng nắm bắt được thực tế để xác định chủ trương giải pháp đóng góp cho sự lãnh đạo của ban chấp hành và vận dụng sáng tạo có hiệu quả nghị quyết của đại hội 6 trong các lĩnh vực mà người phân công phụ trách. 5. Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và kỷ cương của hội, có phong cách và phương pháp công tác tốt. Về cơ cấu ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 6, ban chấp hành nhiệm kỳ 6 phải có đổi mới nhân sự có nhiều đại biểu trẻ tham gia và quan trọng hơn thế thường. 2. Cơ cấu ủy viên ban chấp hành vừa có các nhà quản lý, các doanh nghiệp có tâm huyết với phẫu thuật cổ truyền, các võ sư có chuyên môn, có các phóng viên báo chí, truyền thông, các phó chủ tịch. Về cơ cấu để sau này phụ trách các công việc phải có người có uy tín, năng lực để đáp ứng được hoạt động của liên hiệp hội. Số lượng ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 6. Số lượng ủy viên ban chấp hành 39 người trong quá trình hoạt động tùy theo tình hình và nhu cầu và phong trào của hội. Số lượng ủy viên ban chấp hành có thể bổ sung cho phù hợp căn cứ theo quyết định bổ sung của ban chấp hành. Ban thường vụ cơ cấu 13 người có điều kiện thời gian công tác hiệu lực và tâm huyết với phong trào và phẫu thuật. Các trưởng ban giúp việc cho hội chính là ban thường vụ của hội đề cử. Thành viên tham gia các ban của hội có thể mở rộng nhu cầu công việc không nhất thiết là ủy viên của
của ban chấp hành bộ. Thì đó là toàn bộ về đề án nhân sự ban chấp hành, và sau đó xin phép được trình để được xin các đại hội cho biết cái số lượng ban chấp hành của nhiệm kỳ 6 là 39 vị. Các đại hội đồng ý chín lần. Được, 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 được. Có ai có ý kiến không? Không có, không có. 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 Và các quý vị đều xin tất cả mọi người quý vị nói cho rõ thêm là chúng ta có hai cái phương thức bầu cử, một là bỏ phiếu kín và hai là bỏ phiếu tại hội trường. Xin các vị cho ý kiến, ai đồng ý là bỏ phiếu tại hội trường thì chúng ta được phiếu đồng ý. Xin cảm ơn. Có ai đồng ý không? Vâng. Thank you.
đi. Xin mời các bạn kiểm phiếu công bố danh sách các đơn vị đang trúng cử và ban chấp hành nhiệm kỳ 6 của các đơn vị. Phó dưỡng sinh Nguyễn Thị Kim Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời Thanh Trì,
18, ông Trần Văn Phòng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thoát nước. 19, Phó sư Bùi Công Phương, Chủ nhiệm Võ đường Vũ Gia Trung Đông. 20, Phó sư Lê Ngọc Quang, trưởng Võ phái Võ Tổng Hợp, Phó chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Võ thuật Hà Nội 15. 21, Phó sư Bùi Trọng Quốc Dân, Chủ nhiệm Võ đường Truyền đạo Việt Nam. 22, Võ sư cao cấp và U Hùng Quyết, trưởng môn phái Vũ Long quyền Việt Nam. 23, Võ sư Nguyễn Thanh Sơn, trưởng môn phái Sơn Vân Công Cộng. 24, Võ sư Bất Sử quyền trưởng môn phái Nam Hồng Sơn. 25, ông Trần Sĩ Đức, công ty đoàn bạc đá quý Phương Nga. 26, Võ sư Trần Nam Thắng, trưởng môn câu lạc bộ võ cổ truyền Đông Nga. 27, Võ sư Lê Minh Du, quyền trưởng môn phái Bình Gia, Võ Chủ tịch Võ Hà Nội Bình Nam. 28, Võ sư Kim Trọng Quỷ, trưởng môn phái Lý Xuân Quân Phu Thăng Long. 29, Võ sư Lý Trí Đức, Võ phái Võ Lâm Phật Gia Việt Nam. 30, Võ sư Vũ Văn Tín, chủ nhiệm Võ đường Tín Nghĩa Đường. 31, Võ sư Triệu Quốc Tuấn, chủ nhiệm Võ đường Hoa Lâm Quyền Công Pháp. 32, Võ sư Hoàng Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Võ đường Nam Hồng Sơn Gia Long. 33, Võ sư Trần Nam Trung, chủ nhiệm Võ đường Nam Thiên Cầu Môn Quyền. 34, Trung úy Nguyễn Ngọc Tùng, cán bộ phòng E03 Công an thành phố Hà Nội. 35, Võ sư Bùi Thanh Văn, chủ nhiệm câu lạc bộ võ cổ truyền Hoài Đức. 36, Võ sư Phạm Hồng Vân, viên. 37, Võ sư Trần Việt, trưởng môn phái Đông Đô Việt Võ Quyền, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó tổng thư ký Tổ chức Hà Nội 15. 39, Võ sư Nguyễn Nam Vinh, chủ nhiệm Võ đường Từ Sơn Ngô Gia. 39, ông Vũ Long Minh, ủy viên ban chấp hành của Ủy ban Olympic Việt Nam, tổng biên tập tạp chí thể thao và truyền thống, chủ nhiệm Tổ chức Hà Nội 15. Xin cảm ơn các đại biểu và xin đại hội được một tràng vỗ tay để chúc mừng các đại biểu. Chúng tôi đang thay các chị đến giờ này thấy các anh chị cũng đã hơi mệt rồi, cho nên là ban tổ chức quyết định mời các anh chị trở về lâu. Chúng tôi cũng xin thông báo là sau đây thì xin mời các 39 đồng chí đã trúng cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ 6 của Bộ Công an Đại hội ở lại không. Và sau chương trình với bạn đại hội thì ban tổ chức kính mời các anh chị tất cả chúng ta cùng xuống dự bữa cơm vui mừng ngay tại tầng 1 của hội trường này. Xin trân trọng mời các anh chị nhìn từ lâu. Anh Vũ Hải Lo cà phê. Bộ Hà Nội nhiệm kỳ 6 kèm các chức danh. Ban thường vụ Bộ Hà Nội nhiệm kỳ 6 gồm 14 người. 1. Ông Vũ Quang Vinh, Ủy viên Ban chấp hành của Hội Đồng Trị sự Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí thể thao cuộc sống, Chủ tịch. 2. Võ sư Lê Ngọc Quang, trưởng Võ phái Võ Tổng Hợp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Bộ Hà Nội. 3. Võ sư Nguyễn Ngọc Hải, trưởng môn phái Lớp Sơn Động, Phó Chủ tịch. 4. Võ sư Lê Minh Thu, trưởng môn phái Quỳnh Gia, Phó Chủ tịch. 5. Ông Trần Văn Phòng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thoát nước, Phó Chủ tịch. 6. Ông Dương Duy Kiếm, Phó Ban Quản lý Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Phó Chủ tịch. 7. Võ sư Trần Việt, trưởng môn phái Đông Đô Việt Võ Quyền, Phó Tổng Thư ký. 8. Võ sư Vũ Hải, chủ nhiệm Võ đường Quý Thăng Long Đạo, Phó Tổng Thư ký. 9. Võ sư Nguyễn Văn Hải, trưởng môn phái Văn Trang Long Đạo, Phó Tổng Thư ký. 10. Võ sư Vũ Quang Tín, chủ nhiệm Võ đường Tín Nghĩa Đường, Ủy viên Ban Thường vụ. 11. Bà Vũ Thị Nga, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Phương Nga, Ủy viên Ban Thường vụ. 12. Võ sư Nguyễn Sĩ Lai, trưởng võ phái Nguyễn Văn Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ. 13. Võ sư Bùi Vĩnh Cường, chủ nhiệm Võ đường Võ cổ truyền Việt Nam hàng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ. 14. Võ sư Hoàng Quốc Tuấn, Phó chủ nhiệm Võ đường Nam Hồng Sơn Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ. Trên đây là toàn bộ danh sách của 14 thành viên.
viên ban thường vụ hội Phật giáo nhiệm kỳ 6 các chức danh. Sau đây xin phép được đọc danh sách của 39 ủy viên ban chấp hành theo đúng quy định của quy định. Danh sách được xếp theo thứ tự ABC. Do chức danh của các quý vị rất dài nên xin phép chỉ đọc ở tên luôn còn chức danh để có trong bảng chiếu trên màn hình. 1. Võ sư Phạm Gia Chiến. 2. Võ sư Nguyễn Khắc Trương. 3. Võ sư Đỗ Thiện Giang. 4. Võ sư Hoàng Trường Giang. 5. Võ sư Nguyễn Ngọc Hải. 6. Võ sư Nguyễn Văn Hải. 7. Võ sư Vũ Hải. 8. Võ sư Vũ Thanh Hùng. 9. Võ sư Nguyễn Phương Hưng. 10. Võ sư Bùi Minh Cường. 11. Ông Dương Duy Kiếm. 12. Võ sư Nguyễn Sĩ Lai. 13. Võ sư Bùi Hoàng Lân. 14. Võ sư Nguyễn Viết Luận. 15. Ông Vũ Minh. 16. Bà Vũ Thị Nga. 17. Võ sư sinh Nguyễn Thị Kim Nhung. 18. Ông Trần Văn Phòng. 19. Võ sư Bùi Công Phương. 20. Võ sư Lê Ngọc Quang. 21. Võ sư Bùi Trọng Quốc Quân. 22. Võ sư Vũ Quyết. 23. Võ sư Nguyễn Tiến Sơn. 24. Võ sư Nguyễn Văn Sử. 25. Ông Trần Đức Sĩ. 26. Võ sư Trần Đăng Thắng. 27. Võ sư Lê Minh Thu. 28. Võ sư Đinh Trọng Thủy. 29. Võ sư Lưu Duy Đức. 30. Võ sư Vũ Quang Tín. 31. Võ sư Triệu Quốc Tuấn. 32. Võ sư Hoàng Vũ Tuấn. 33. Võ sư Trần Đăng Trung. 34. Trung úy Vũ Quang Tùng. 35. Võ sư Bùi Đăng Văn. 36. Võ sư Phạm Hồng Vân. 37. Võ sư Trần Việt. 38. Võ sư Nguyễn Đăng Vinh. Và 39. Ông Vũ Quang Vinh. Trên đây là danh sách của tổng số 39 ủy viên ban chấp hành Hội Phật giáo nhiệm kỳ 6. Xin trân trọng thông báo đến quý vị. Tiếp theo tôi xin trân trọng mời đồng chí Nguyễn Sĩ Lai sẽ thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội. Kính thưa toàn thể đại hội, hôm nay tôi xin thay mặt ban thư ký trân trọng dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu Hội Phật giáo. Đại hội đại biểu Hội Phật giáo số 1 NQHVHTHN Cộng hòa Dân chủ Việt Nam độc lập tự do Hà Nội ngày 15/2/2019. Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Phật giáo nhiệm kỳ 6/2019-2024. Căn cứ quy định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý. Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều nghị định của số 45/2010/NĐ-CP. Căn cứ công văn số 2987/SNV-TCP-CP và CTIN ngày 4/2/2018 của Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 6 Hội Phật giáo Hà Nội. Hôm nay ngày 15/2/2019, đại hội đại biểu Hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024 làm việc trong thời gian một ngày. Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 6, nhiệm kỳ 5 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 6/2019-2024, nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Cang, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam và các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Tại hội đại biểu Hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024, quyết nghị điều 1 tán thành báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 5 và Hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024. Điều 2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Cang. Ý kiến đóng góp của các đại biểu dự đại hội nhằm xây dựng phát triển phong trào Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Điều 3, trên tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã bầu ra 39 ủy viên ban chấp hành, 3 ủy viên kiểm tra, ban chấp hành bầu 13 ủy viên, 14 ủy viên vào ban thường vụ và Hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024, gồm chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 1 phó chủ tịch kiêm tổng thư ký, 3 phó tổng thư ký và 5 ủy viên có những trách nhiệm nhau. Điều 4, giao cho Hội Phật giáo Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024 căn cứ vào nghị quyết đại hội xây dựng các phương trình kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm
vào lợi nghị quyết đại hội, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả đại hội gửi cho sở nội vụ theo quy định của pháp luật. Thay mặt ban chấp hành Quốc hội đại biểu, xin chào. Cảm ơn anh Lan. Xin hỏi các vị đại biểu chúng ta có bổ sung gì cho cái nghị quyết của đại hội nhỉ? Nghị quyết 6 của các vận động viên. Có ai có ý kiến không? Vậy thì chúng ta sẽ đủ hết thông qua nghị quyết của đại hội. Ai đồng ý xin ra nghị quyết? Xin cảm ơn. Có ai không đồng ý? Có ai có ý kiến khác? Không có. Như vậy là chúng ta đã thống nhất thông qua nghị quyết của đại hội hội khóa thuận hà nội nhiệm kỳ 2019-2021. Bây giờ chúng ta ngồi dành một tay. Tôi xin thay mặt cho ban chấp hành của hội khóa thuận hà nội nhiệm kỳ 6 xin có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, hôm nay tại thủ đô hà nội chúng ta đã tổ chức thành công đại hội hội khóa thuận hà nội nhiệm kỳ 6. Thay mặt cho ban chấp hành Nguyễn Vinh được đại hội tín nhiệm bầu ban chấp hành, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của tất cả các vị đại biểu trong đại hội, và tôi cũng mong muốn rằng 39 vị ở trong ban chấp hành nhiệm kỳ 6 của hội khóa thuận hà nội sẽ làm hết sức mình để cho việc phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị tinh hoa của khóa thuận của Hà Nội nói riêng và của khóa thuận của Nam nói chung sẽ phát triển ngày một rực rỡ hơn. Muốn làm được như vậy thì đương nhiên mỗi chúng ta phải hết sức cố gắng. Và tôi cũng đã nói rằng, đã nói rất rõ rồi, nếu chúng ta không làm thì thôi, nhưng đang làm phải cố gắng hết sức mình, phải mang hết cái tâm tư tình cảm của mình để làm những công tác hội như này ngày một tốt hơn. Thứ hai nữa là chúng ta cũng mong muốn mỗi một ủy viên ban chấp hành đều phải cố gắng gương mẫu. Chúng ta đã là những viên đồng quý rồi, nhưng bây giờ để cho những viên đồng quý nó rất có tác dụng lấp lánh ở trong đời sống, lan tỏa tới rất nhiều những người khác, thì chúng ta phải hết sức cố gắng để giữ đạo đức. Đầu tiên là phải giữ đạo đức, thứ hai là phải tận tâm với công việc của mình. Và một điều quan trọng nữa, muốn cho cái võ thuật của trường của chúng ta nó lan tỏa thì các em các chị hãy cố gắng để chúng ta làm sao truyền lại cái ngọn lửa cho các thế hệ đến sau của mình. Mà tốt nhất là chúng ta đưa võ thuật của trường và các trường học từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, cấp phổ thông và cấp đại học nữa. Tôi rất là ao ước, rất là mong muốn bằng tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ cố gắng truyền cho các thế hệ đến sau cái ngọn lửa của tình yêu võ thuật cổ truyền. Bởi vì tôi xin khẳng định lại một nữa rằng là cái võ thuật cổ truyền của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng vô cùng quý các thế. Chúng ta không phải là con nhà võ đơn thuần, và chúng ta chính là các sứ giả văn hóa để giới thiệu, để quảng bá, để tuyên truyền cái bản chất tốt đẹp của công việc Việt Nam đối với thế giới. Thì rất mong các anh chị bằng rất nhiều con đường chúng ta cố gắng lan truyền cái hình đẹp ấy với đông đảo bạn bè và cộng đồng nhân dân, để cho văn hóa thị trường của Việt Nam chúng ta nó được phát huy mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã đến dự đại hội. Chân thành chúc tất cả các đồng chí trong ban chấp hành khóa 6 cũng như là các vị đại biểu của ngày nay chúng ta dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và công tác tốt trên mọi cương vị. Xin cảm ơn. Tôi xin mời các vị đại biểu của ngày nay vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể ban chấp hành hội đồng hà nội
có đưa có đúng không hay là phải lùi lại? Phải lùi lại đấy nhỉ? Anh tính lại thì cầm ý lại, cầm ý anh lấy vợ anh lấy cữ đi rồi anh lên. Tôi lấy cữ rồi. Lấy cữ không phải lùi lại chân đấy. Lùi lại chân. Trong lễ ra mắt của ban chấp hành mới nhiệm kỳ 6 hôm nay thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sư thầy Thích Đồng Hòa, ủy viên thường trực ban văn hóa trung ương giáo hội Việt Nam hỗ trợ đội nhiệm kỳ 6 kèm các chức danh. Ban thường vụ hội thật hội nhiệm kỳ 6 gồm 14 người. Một, ông Vũ Quang Vinh, ủy viên ban chấp hành Hội Đồng Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Thể thao Cuộc sống, chủ tịch. Hai, võ sư Lê Ngọc Quang, trưởng phó phái võ tổng hợp, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội thật hội. Ba, võ sư Nguyễn Ngọc Hải, trưởng môn phái lớp thật hội, phó chủ tịch. 4. Võ sư Lê Minh Thu, trưởng môn phái Vinh Gia, phó chủ tịch. 5. Ông Trần Văn Phòng, tổng giám đốc công ty cổ phần thoát nước, phó chủ tịch. 6. Ông Dương Duy Kiếm, phó ban quản lý thể dục thể thao sở văn hóa thể thao Hà Nội, phó chủ tịch. 7. Võ sư Trần Việt, trưởng môn phái Đông Đô huyện Ông Quyền, phó tổng thư ký. 8. Võ sư Vũ Hải, chủ nhiệm phó đại lý theo đạo đạo, phó tổng thư ký. 9. Võ sư Nguyễn Văn Hải, trưởng môn phái Văn Trang Văn Đạo, phó tổng thư ký. 10. Võ sư Vũ Quang Tín, chủ nhiệm võ đường Tín Nghĩa Đường, ủy viên ban thường vụ. 11. Bà Vũ Thị Nga, giám đốc công ty và bà Đặng Thị Phương Nga, ủy viên ban thường vụ. 12. Võ sư Nguyễn Sĩ Lai, trưởng võ phái Nguyễn Văn Đạo, ủy viên ban thường vụ. 13. Võ sư Bùi Vĩnh Cường, chủ nhiệm võ đường có cổ truyền Tết Nam Hà Thành, ủy viên ban thường vụ. 14. Võ sư Hoàng Hữu Tuấn, phó chủ nhiệm võ đường Nam Hồng Sơn Gia Lâm, ủy viên ban thường vụ. Trên đây là toàn bộ danh sách của 14 thành viên ban thường vụ hỗ trợ đội nhiệm kỳ 6 các chức danh. Sau đây xin phép được đọc danh sách của 39 ủy viên ban chấp hành theo quy định kết quả bầu cử. Danh sách được xếp theo thứ tự ABC. Do chức danh của các quý vị rất dài nên xin phép chỉ đọc ở tên thôi, còn chức danh để có trong bảng chiếu trên màn hình. 1. Võ sư Phạm Văn Chiến. 2. Võ sư Nguyễn Khắc Trương. 3. Võ sư Đỗ Thiện Giang. 4. Võ sư Hoàng Trường Giang. 5. Võ sư Nguyễn Ngọc Hải. 6. Võ sư Nguyễn Văn Hải. 7. Võ sư Vũ Hải. 8. Võ sư Vũ Anh Hùng. 9. Võ sư Nguyễn Phương Hưng. 10. Võ sư Bùi Vĩnh Cường. 11. Ông Dương Duy Kiếm. 12. Võ sư Nguyễn Sĩ Lai. 13. Võ sư Bùi Hoàng Lân. 14. Võ sư Nguyễn Đức Lợi. 15. Ông Vũ Minh. 16. Bà Vũ Thị Nga. 17. Võ sư Võ Dương Sinh, Nguyễn Thị Kim Dung. 18. Ông Trần Văn Phòng. 19. Võ sư Bùi Công Phương. 20. Võ sư Lê Ngọc Quang. 21. Võ sư Bùi Trọng Quốc Quân. 22. Võ sư Vũ Quyết. 23. Võ sư Nguyễn Tiến Sơn. 24. Võ sư Nguyễn Văn Sử. 25. Ông Trần Đức Sĩ. 26. Võ sư Trần Văn Thắng. 27. Võ sư Lê Minh Thu. 28. Võ sư Đinh Trọng Thủy. 29. Võ sư Lưu Duy Đức. 30. Võ sư Vũ Quang Tín. 31. Võ sư Triệu Quốc Tuấn. 32. Võ sư Hoàng Hữu Tuấn. 33. Võ sư Trần Nam Trung. 34. Trung úy Vũ Quang Tùng. 35. Võ sư Bùi Đăng Văn. 36. Võ sư Phạm Hồng Vân. 37. Võ sư Trần Việt. 38. Võ sư Nguyễn Đăng Vinh. Và 39. Ông Vũ Quang Vinh. Trên đây là danh sách của tổng số 39 ủy viên ban chấp hành hội đồng Hà Nội nhiệm kỳ 6. Xin trân trọng và thông báo đến quý vị. Tiếp theo tôi xin trân trọng mời đồng chí Nguyễn Sĩ Lai sẽ thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội. Kính thưa toàn thể đại hội, hôm nay tôi xin thay mặt ban thư ký trân trọng dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu của Hà Nội. Đại hội đại biểu của Hà Nội số 1 NQHVHTHN Cộng hòa Dân chủ Việt Nam độc lập tự do Hà Nội ngày 15 tháng 2 năm 2019. Nghị quyết đại hội đại biểu của Hà Nội nhiệm kỳ 6/2019-2024 căn cứ quy định số 45/2010 NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định
về tổ chức hoạt động và quản lý. Nghị định 133/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều nghị định của số 45/2010/NĐ-CP. Căn cứ công văn số 2987/SNV-TCP-CP và CTIN ngày 4/2/2018 của Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 6 Hội đồng Hà Nội. Hôm nay, ngày 15/12/2019, Đại hội đại biểu Hội đồng Hà Nội nhiệm kỳ 6 2019-2024 làm việc trong thời gian một ngày. Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 6, nhiệm kỳ 5 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 6 2019-2024, nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo. Ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Cang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội đại biểu Hội Võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6 2019-2024. Quyết nghị điều 1 tán thành báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 5 và Hội Võ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6 2019-2024. Điều 2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Cang. Ý kiến đóng góp của các đại biểu dự đại hội nhằm xây dựng phát triển phong trào võ thuật cổ truyền Việt Nam. Điều 3, trên tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã bầu ra 39 ủy viên ban chấp hành, 3 ủy viên kiểm tra, ban chấp hành gồm 13 ủy viên, 14 ủy viên có ban thường vụ và hội đồng Hà Nội nhiệm kỳ 6 2019-2024, gồm chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 1 phó chủ tịch thêm tổng thư ký, 3 phó tổng thư ký và 5 ủy viên có những trách nhiệm nhau. Điều 4, giao cho hội đồng Hà Nội nhiệm kỳ 6 2019-2024 căn cứ vào nghị quyết đại hội xây dựng các phương trình kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm thẳng vào lợi nghị quyết đại hội, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả đại hội gửi cho Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật. Thay mặt ban chấp hành chủ tịch Quốc hội đại biểu xin chào. Xin cảm ơn anh Nam. Xin hỏi các vị đại biểu chúng ta có bổ sung gì cho nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 6 của các vị đại biểu? Có ai lên tiếng không? Vậy thì chúng ta sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội. Ai đồng ý xin ra biểu quyết. Xin cảm ơn. Có ai không đồng ý? Có ai có ý kiến khác? Không có. Như vậy là chúng ta đã thống nhất thông qua nghị quyết của đại hội Hội Võ Thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6 2019-2021. Bây giờ chúng ta một tràng vỗ tay. Tôi xin thay mặt cho ban chấp hành của Hội Võ Thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6 xin có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, hôm nay tại thủ đô Hà Nội chúng ta đã tổ chức thành công đại hội Hội Võ Thuật Hà Nội nhiệm kỳ 6. Thay mặt cho 39 đơn vị được đại hội tín nhiệm bầu ban chấp hành, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của tất cả các vị đại biểu trong đại hội, và tôi cũng mong muốn rằng 39 đơn vị ở trong ban chấp hành nhiệm kỳ 6 của Hội Võ Thuật Hà Nội sẽ làm hết sức mình để cho việc phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị tinh hoa của võ thuật Hà Nội nói riêng và của võ thuật Việt Nam nói chung sẽ phát triển ngày một rực rỡ hơn. Muốn làm được như vậy thì đương nhiên mỗi chúng ta phải hết sức cố gắng. Tôi cũng đã nói rằng, đã nói rất rõ rồi, nếu chúng ta không làm thì thôi, nhưng đang làm phải cố gắng hết sức mình, phải mang hết cái tâm tư tình cảm của mình để làm cái công tác hội nó là ngày một tốt hơn. Thứ hai nữa là chúng ta cũng mong muốn mỗi một ủy viên ban chấp hành đều phải cố gắng gương mẫu. Chúng ta đã là những viên ngọc quý rồi, nhưng bây giờ để cho cái viên ngọc quý chúng ta có tác dụng lấp lánh ở trong đời sống, lan tỏa tới rất